Trong ngày 24 tháng 9 năm 2021, lực lượng chức năng tỉnh Bến Tre đã tổ chức hơn 400 cuộc tuần tra giám sát, qua đó ra quyết định xử phạt 21 trường hợp vi phạm về phòng chống dịch với số tiền 80,5 triệu đồng. Trong số 21 trường hợp bị xử lý, có 11 trường hợp lỗi ra đường không có lý do chính đáng. Tiếp tục phát hiện xử phạt một tài xế xe luồng xanh lợi dụng vận chuyển người trái phép về địa phương xử phạt 4 vụ giao hàng không đúng địa điểm tập kết, 3 trường hợp không chấp hành quyết định cách ly, một trường hợp không đeo khẩu trang, một trường hợp không giữ khoảng cách khi tiếp xúc. Đồng thời, lực lượng chức năng đã nhắc nhở lập biên bản gần 100 lượt người dân, cơ sở kinh doanh vi phạm phòng chống dịch, bắt quả tang một vụ tàn trữ trái phép chất ma túy trên đường Đồng Dân Cống, thuộc xã Bình Phú, thành phố Bến Tre. Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên nguy cơ dịch xâm nhập từ ngoài tỉnh vào, bùng phát dịch ở các ổ dịch cũ vẫn tiềm ẩn. Vì thế người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tiếp tục thực hiện nghiêm 5K, không tụ tập và chỉ ra đường khi thật sự cần thiết.